Chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái lỗi mà ở trên iPad thường hay gặp phải, đó là cái lỗi bụi màn hình. Thì ghi nhận ở trên một số dòng máy tính bảng iPad đã qua sử dụng, nó sẽ thường có cái lỗi này, hoặc là kể cả mình cũng ghi nhận ở trên những chiếc máy tính bảng iPad mới vừa bóc hộp ra. Thì khi kiểm tra soi kỹ ở trên cái màn hình của iPad, khi mà chúng ta để ở chế độ màn hình tối không bật nguồn, thì chúng ta cũng có thể phát hiện ra những cái hạt bụi ở trên màn hình. Đây nó không phải là do lỗi về cái phần cứng, mà nó đây theo mình biết thì nó là một cái lỗi trong cái quá trình sản xuất mà bị bụi nó vào, hoặc là những cái tinh thể ở phía trong màn hình hoặc là bốn xung quanh màn hình này, trong quá trình lắp ráp nó có thể, ví dụ hạt keo khô chẳng hạn, nó sẽ có thể bị bong ra, hoặc là trong quá trình sử dụng đối với máy đã qua sử dụng ấy, thì vì một vài nguyên nhân nào đó nó có thể gây ra những cái hiện tượng mà bụi vào màn hình. Tuy nhiên thì những trường hợp đó rất là hiếm. Không chỉ những chiếc máy đã bị thay màn hình, bị tháo màn hình ra mới có những hiện tượng đó. Mình đã ghi nhận tất cả những cái trường hợp, kể cả là từ máy tính bảng iPad đã qua sử dụng còn nguyên zin cũng có thể bị cái lỗi này, hoặc là những cái máy tính bảng vừa bóc hộp ra như mình vừa nói ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái hiện tượng đó để các bạn khi đi mua các bạn có thể kiểm tra, và cái cách để chúng ta có thể phân biệt nhận biết được là những cái máy mà bị cái bụi ở trên màn hình. Những cái trường hợp này trong quá trình sử dụng thì nó thường không gây ra những cái trở ngại nhất định cho các bạn. Thế tuy nhiên nếu mà để ở chế độ màn hình tối thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hạt bụi đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái đèn để chiếu vào cái màn hình của cái máy iPad này để các bạn thấy cái hạt bụi ở trên màn hình. Mình sẽ dùng cái khăn để lau thật sạch nhé, các bạn để ý này. Đấy, có một cái vết bụi, có một cái hạt bụi mà lau bằng khăn nó không sạch. Đó là cái hạt này. Các bạn để ý này, nó rất là nhỏ nên không biết là chúng ta có nhìn rõ không. Đây, cái phần này, cái hạt bụi này là hạt bụi phía bên ngoài này, mình sẽ lau đi này. Đây, các bạn để ý này. Đây là cái hạt bụi này. Đây ạ. Đây là cái hạt bụi màn hình. Nó rất là nhỏ. Đấy. Cái hạt bụi này thì lau nó sẽ không hết. Nó rất là nhỏ. Đấy, các bạn thấy không? Đây, nó chính là cái hạt này. Thì cái trường hợp này để xử lý thì chắc chắn là sẽ phải tháo màn hình ra để vệ sinh. Thế tuy nhiên với những cái máy nguyên zin thì chúng ta cũng không cần thiết. Những cái trường hợp này thì trong quá trình sử dụng để bật màn hình lên nó sẽ không, gần như là nó không bị ảnh hưởng bởi cái hạt nhỏ này. Thế thì khi mà các bạn muốn kiểm tra cái màn hình nó có bị bụi hay không thì chúng ta sẽ để lau sạch màn hình, dùng một cái khăn giấy như này, khăn vải là tốt nhất để nó sẽ không để lại cái bụi. Chúng ta sẽ tắt màn hình đi và chúng ta sẽ kiểm tra ở dưới cái nền tối. Các bạn sẽ nhận biết được ngay là cái màn hình iPad nó sẽ có cái hạt bụi hay không. Cái này thì chúng ta cần phải kiểm tra bằng mắt thường, nó mang tính chất trực quan. Với những cái trường hợp như này thì trong quá trình sử dụng có thể một thời gian, khi các bạn sử dụng cái thao tác quay như này, hoặc là các cái trong quá trình sử dụng ấy, các bạn xoay máy hoặc là chuyển động máy nó di chuyển nhiều ấy, thì cái hạt bụi này nó có thể nó sẽ di chuyển hoặc nó chạy phía xuống phía dưới. Nếu mà máy của các bạn trong quá trình sử dụng mà bị như vậy mà còn bảo hành thì chúng ta nên mang đến các trung tâm bảo hành của hãng để nhờ hỗ trợ. Theo ghi nhận thì cũng có một vài trường hợp các bạn được đổi máy, và cũng có một vài trường hợp là không được đổi. Thì để tránh cái trường hợp mà bị bụi màn hình này thì các bạn cần lưu ý trước khi mua, chúng ta cần kiểm tra cái màn hình của chúng ta ở chế độ màn hình tối đen như này, không bật nguồn, và chúng ta kiểm tra xem có bụi màn hình hay không. Hy vọng với cái kinh nghiệm và cái chia sẻ này có thể giúp cho các bạn mua được một chiếc máy tính bảng iPad như ý và tránh những cái lỗi không đáng có về sau. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy cùng like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn vào lần sau nhé.